Bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 4, trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội chính thức thu phí. Tài xế có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán tự động không dừng ETC tại trạm này. Trạm thu phí nằm gần cầu Rạch Chiếc có 16 làn xe, trong đó có 8 làn lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng ETC, có 6 làn thu phí thủ công và 2 làn hỗn hợp cho xe máy và thu phí ô tô quá khổ. Việc thu phí là nhằm hoàn vốn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội từ chân cầu Sài Gòn, thành phố Thủ Đức tới nút giao thông Tân Vạn, dài 15,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Hôm nay là ngày đầu tiên là bắt đầu thu phí, cho nên là một số các bác tài có thể là chưa biết được thông tin thu phí, mặc dù nhà đầu tư đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mà có thể là các bác tài chưa nắm được, cho nên là khi đi qua trạm thu phí thì vẫn là bị động, cho nên nó cũng bị kéo dài cái thời gian. Một cái trường hợp khác nữa là các cái làn thu phí tự động ETC thì đã đầu tư được 4 làn trên 8 làn một chiều, nhưng mà nhiều phương tiện thì vẫn chưa biết hoặc là có thể là cố tình đi vào cái làn đó, đâm ra nó cũng bị gây là tốn một cái thời gian làm cho cái xe nó dồn lại phía sau. Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để hạn chế ảnh hưởng giao thông, Sở đã đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị tạm thời chưa triển khai thi công các trụ tại cầu bộ hành vượt xa lộ Hà Nội ở nhà ga Phước Long trên phần đường chính xa lộ Hà Nội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thu phí. Ngoài ra, Ban quản lý còn nghiên cứu thu hẹp phạm vi rào chắn nhà ga Rạch Chiếc để bố trí xe bánh lưu thông vào đường song hành bên trái xa lộ Hà Nội, hoàn trả tổ chức giao thông tại nút giao xa lộ Hà Nội cầu A Cát Lái, tránh tình trạng ùn ứ giao thông tại nút giao làm ảnh hưởng giao thông ở vị trí trạm thu phí. Nghĩa là cái làn này đã qua này là dự trù cho cái xe nó ngày hôm nay nè, đông quá. Nghĩa là giải phóng xe. Thời gian tới, trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội sẽ tăng cường biển báo, lắp đặt camera, mở thêm đường phụ cho xe máy để giảm áp lực cho trạm thu phí, đồng thời tuyên truyền rộng rãi việc mua vé tháng cho các tài xế thường xuyên qua đây. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tháng 9 năm 2021 sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang thu phí tự động với 8 làn đường. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thu phí BOT xa lộ Hà Nội, nhiều tài xế tỏ ra khá bỡ ngỡ, một số không hài lòng trước việc BOT xa lộ Hà Nội hoạt động trở lại. Trời ơi, thu phí sao thấy phức tạp quá. Ngày xưa thu qua xa lộ Hà Nội đây không dừng được người ta đó. Cho nghĩ rồi, bây giờ lại mở thu cái thu tiếng đường gì á. Hồi xưa thu là chỉ dự án cầu Rạch Chiếc thôi, còn bây giờ thu phí dự án cầu Sài Gòn mở rộng. Cầu Sài Gòn đâu mà mở rộng. Mở rộng Sài Gòn, tất cả 3 tầng này. Thu phí của này chết quá không? Khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng mới qua cái trạm này đấy. Nó chỉ là kẹt xe, tài xế nó chỉ là cũng được vui lắm. Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 như sau. Ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng một lượt. Ô tô từ 12 đến 30 chỗ và xe tải từ 2 đến 4 tấn là 38.000 đồng một lượt. Ô tô từ 31 chỗ trở lên và xe tải từ 4 đến 10 tấn là 50.000 đồng một lượt. Xe tải từ 10 đến 18 tấn, xe container loại 20 feet là 100.000 đồng một lượt. Xe tải trên 18 tấn và xe container loại 40 feet là 140.000 đồng một lượt.